nhìn hơi bị ổn đấy nhá. Hả? Lần cuối tụi mình quét bụi là khi nào vậy? Cảm ơn nhiều nha Julie. Chúng ổn rồi. À, sao cậu cứ phải quét mãi thế? Cái nhà này như động bàn đấy, nên tớ phải dọn thôi hiểu chưa? Thật luôn đó Julie. Cảm ơn vì mấy cái móng lông vũ nhá. 100 lớp, nhanh đi. Phải bắt đầu ngay thôi. Cảm ơn nha. Khổ ghê. Để tí lại quét dọn vậy. Đến giờ làm móng rồi. Lớp đầu tiên bắt đầu này. Nãy giờ cũng ok đấy. Kim tuyến kìa. Này, trông cưng thế. Nãy giờ tớ vẫn thấy ổn áp lắm. Nhìn màu đỏ nóng bỏng này đi. Xịn ghê. Trò này hơi bị cực đó. Đang khô lại hả ta? Đến lớp tiếp theo rồi. Nhìn dày hơn đấy nhỉ. Sắp đến lớp thứ 50 rồi bà con ơi. Mong là không làm hư móng mình. Nhưng nhìn hơi bị hay đó nha. Quá một nửa rồi này. Dát vàng lên móng tớ nào. Giờ hơi bị căng rồi đấy. Mình chưa từng làm quả móng nào thế này luôn. Và đây là 100 lớp sơn móng tay thưa quý vị. Trông đỉnh thật đó Julie. Cùng quan sát mấy cái móng này kỹ hơn nào. Nhìn như trong này đang quẩy nhánh disco ấy. Xịn quá đi. Cao đang làm gì thế nhỉ? Những ngày tóc số làm bạn mất bao nhiêu thời gian nhỉ? Cậu ý làm gì mà lâu thế? Hả? Vô vọng luôn. Và tiệc bắt đầu thật rồi. Tụi mình phải đi thôi. Này, thử thách này sẽ giúp cậu tìm được kiểu phù hợp đó. Tớ còn mang cả dây chun tới nè. Đủ 100 cái luôn. Chúc vui nha. Chắc mình nên bắt đầu ở đây. Cũng phải lâu lắm đây. Nhưng màu sắc vui nhuận cũng hay ho đấy chứ. Phải buộc tiếp nào. Được một nửa rồi. Co với tới ngọn tóc quá. Cần tớ giúp nè. Co chứ má ơi. Tớ leo lên đây. Cao thật đấy nhỉ. Thêm vài cái nữa đã xong rồi. 100 rồi nhé. Nhìn con quái vật này nè. Trông cũng độc đáo đó chứ. Tớ sẵn sàng đi tiệc rồi bà con ơi. Đi thôi. Đợi một tí. Ok. Quên cái này thì toi luôn. Cậu ấy thắng nhanh nhỉ. Kho kẹo bí mật của cậu ấy đang gọi mình đây này. Hả? Bò người ta quỷ xấu xa thế kia nè. Thôi lộ mặt cha rồi. Kylie, mặt cậu bị gì vậy? Lột mụn thôi má ơi. Sẵn sàng cho 100 lớp than hoạt tính chưa? Có lẽ nó sẽ tốt cho da lắm đây. Hoặc là sẽ đau khủng khiếp luôn. Mới có vài lớp thôi à mà đã thấy dày rồi. Sẽ lâu hơn mình tưởng đấy. Không thể quên chỗ trên mua được. Chà, vẫn đang đắp mặt nạ. Giờ bóp thẳng lên mặt luôn rồi hả? Ok, đã xong 50 lớp. Mấy cái lông này. Eo ơi, hắt hơi sẽ không làm mình chậm đâu. Julie ơi, cô còn tỉnh không hả? Vẫn đang đắp mặt nạ hả Kali? Sắp xong rồi mà.
Cái tip này gần hết rồi. Vậy là 8 lớp thân hoạt tính trông thế này. Cuối cùng cũng xong. Biến khỏi mặt tôi coi. Giờ phải làm sao đây? Được rồi, gà gáy rồi đó Julie. Dậy đi, nhanh lên coi. Tôi cần cậu giúp đây này. Cái thứ này bám chặt vào mặt tớ rồi. Từ từ nào, nhẹ thôi. Tớ đang nhẹ nhàng nhất có thể đây. Chà, da của tớ mềm như da em bé chưa? Ừ thì đúng là vậy. Cậu đã khám phá ra suối nguồn của tớ trẻ rồi đó. Vậy hả? Không biết tớ mà làm vậy thì sao nhỉ? Còn gì tuyệt hơn bộ móng tay vừa mới làm xong chứ? Vậy hơi khó đó nhá. Mình không muốn làm hỏng móng đâu. Thôi nào. Móng giả cũng cong được hả bà con? Kylie ấy ơi, giờ cậu muốn gì nữa hả Julie? Lại đây với tớ đi. Tớ đang cố ngủ tí mà. Đưa đây cho tớ. Wow! Sao mà cậu lại lắc dữ vậy hả? Cảm ơn gái nha. Trả đũa gấp 100 lần nè. Dọn chỗ nào bà con, vì chúng tớ sắp làm một bộ móng siêu to khổng lồ đây. Có đúng 100 cái móng ở đây nè, đủ màu luôn. Không biết mình có gắn được hết không nhỉ? Thử nói biết đấy mà. Cậu sẽ cần nhiều cái này lắm đấy. Bắt đầu màn làm móng huyền thoại thế nào. Khó cầm thật đấy. Để tớ. Một móng nè, và giờ là một đống móng nữa. Mong là móng của cậu chịu được. Còn chưa xong một nửa luôn đấy. Cậu có thấy ổn không gái? Kylie ơi, tay tớ cứng ngắc luôn rồi. Giúp tớ với gái ơi. Cứ như cả tạ luôn ý. Được rồi nè. Sao mà sống thế này được chứ? Còn đến 50 lớp nữa đó nha. Hai bên phải đều nhau chứ, đúng không nè? Gần xong rồi. Tiếp tục nào. Và xong rồi. Để xem mọi thứ ra sao nào. 100 lớp móng tay giả nè bà con ơi. Nãy giờ sung quá nên tớ đói ghê. Tớ cũng đói. Thôi nào, nhấc lên đi, tay lên. Julie ơi, tớ mới ăn được có 2 miếng à. Còn thứ gì tuyệt hơn bảng màu trang điểm mới toanh không cả nhà. Nhìn mấy màu lem lem này nè. Không biết màu hồng này có cute không ta. Thích quá đi trời ơi. Hello cô ba. Trông hơi kỳ thế nào ấy. Sao mà bụi phấn nhiều thế nhỉ. Cậu ấy dùng băng cá nhân làm gì vậy ta. Mẹo đó, cậu không biết à? Không bị vương phấn nữa nhé, thấy chưa? Hiệu quả lắm đó. Cậu thấy xịn không? Tớ đi chơi đây. Băng cá nhân của mình đâu rồi nhỉ? Mình nhớ là để ngay đấy mà. Phải ở đâu đây chứ nhỉ? Lạ lùng quá ta. Hôm qua mình để ở cái kệ này nè. Một đống luôn à chứ đùa. Chắc chả tìm được nữa rồi. Cơ mà hôm nọ mình đọc đến chỗ này nè. Julie ơi, đợi tí nhá, tớ đang bận xíu. Băng cá nhân của tớ mà. Cho tớ mượn thử với. Rồi thế thì thử 100 cái luôn đi. Đáng lẽ mình nên đoán ra tớ chắc chứ. Mấy cái này sặc sỡ ghê. Thể nào thì nơi tớ cũng trông như cái cây cầu vồng cho xem. Tớ sắp hết chỗ dán mất rồi.
chẳng còn chỗ nào luôn Julie ơi. Thật á hả? Ừ, đúng rồi, để tớ giúp cho. Đấy, cậu đứng lên cho tớ dán tiếp nào. Nhớ phải sáng tạo lên nhé cả nhà. Tự mình dán chồng lên luôn nha. Mấy cái cuối rồi. Wow, cánh tay tớ đầy băng cá nhân nè. Gái ơi, còn thiếu một cái nữa đó. Rồi đấy nhá. Mệt mỏi dễ sợ. Phải tháo ra thôi. Ái chà, để tớ trang điểm phát. Đừng lãng tí nhé bà con. Đến lúc mở hàng rồi. Được thực sự luôn. Muốn môi thật là xinh xẻo thì phải thoa son giữa ngóng ánh đấy nha. Chuẩn rồi. Wow, ngọn gió hâm đơ này ở đâu ra thế? Julie ơi, cậu sao vậy? Tại trời hơi bị gió mà sao thế? Mặt cậu dính gì ấy? Mặt tôi bóng hết cả lên rồi. Đừng cười tớ nữa coi Kylie. Rồi thế này có vui không? Thôi xong, chấp nhận thử thách luôn. Dính quá đi mất. 100 lớp son bóng chứ gì. Nãy giờ mình thấy vẫn ổn nha. Ôi, kẹt mất rồi á. Trời ơi, cái bàn tay của bắp này. Cái thứ này dính như keo ấy. Khiếp, tớ phải lau dọn thôi. Đừng để ý tớ nha. Đã đến lớp thứ 40 rồi nè. Trò này nhẹ như lông hồng ấy mà. Tớ thấy hơi bị dính rồi. Trông tuyệt quá. Ủa? Mình mỏi môi quá đi. Thêm cây nữa nè. Chắc là sắp xong rồi đấy. Tiếp tục nào. Lần cuối này. Tớ chẳng cảm nhận được môi tớ nữa rồi. Thật đó hả? Biến đi coi. Đã xong rồi. Chà, cũng không tệ lắm nhỉ. Ôi, chung ổn nát thế này thì phải selfie một tấm mới được. Kylie ơi, môi cậu dày thế. Cho tớ thử với. Trong này có gì thế nhỉ? Cậu xài hết luôn rồi hả? Sách này đọc bánh cuốn thật đấy. Oh, có tin nhắn. Nhanh thế à? Phải chuẩn bị mới được. Túi mỹ phẩm của mình kia rồi. Xịt chút nước hoa cho thơm tho nào. Thơm như hoa hồng ý. Còn gì nữa ta? Son môi, cũng hơi bị khó nha. Nhưng có răng để làm. Cố lên. Từ từ, thôi nào. Mở lên được rồi. Sao mà khó thế này? Cố lên. Ôi trời đất ạ. Mình như con hề ấy. Phải có cách dễ hơn chứ nhở. Chỉ nha khoa này dùng được đấy. Mình biết phải làm thế nào rồi. Cọ chỉ nha khoa lên đầu son môi. Nhớ cọ kỹ cho son phủ hết nhé. Sau đó nhấn lên môi. Đầu tiên tạo hình chữ X ở giữa môi. Sau đó nhấn tiếp theo viền môi. Làm tương tự với môi dưới nhé. Sau đó tô son môi vào trong là được. Wow, check chi phết nè. Hey, em thấy người sao rồi? Nhìn em xinh quá, anh mua quà cho em nè. Em cảm ơn. Món gì trong menu nhìn cũng ngon. Chẳng biết chọn gì đây. Hello. Bồi bàn, cho hai suất món đặc biệt hôm nay nhé. Bon appetit. Hello. Oh wow, nhìn ngon quá. Ủa, em có nói gì đâu?
gì mà phản ứng gắt thế? Ôi không, có hai con sâu giòm trên mặt mình. Khoan, lông mày mà. Ấn tượng đầu tiên mà thế đấy. Dùng nhíp tỉa bớt vậy. Lông này khó nhổ quá. Nhổ đến mai không xong mất. Đúng là thảm họa. Nhưng mà mình dùng đồ rũa móng tay này ok đấy. Cứ thử xem nào. Mài đầu nhíp vào đồ rũa móng. Như thế sẽ làm sắc đầu nhíp, khiến việc nhổ lông trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Có thế chứ. Mình sắp có lông mày hoàn hảo rồi. Đúng là khác biệt. Nhưng mà cần máy hút bụi đấy. Đến giờ rồi á. Thổi lượn nhanh nào. Và cúi, và giữ. Thấy căng cơ không? Nghiêng lượn nào. Mình cần một bạn tập mới thôi. Phew. Tập mồ hôi túa ra như tắm nhở. Chính xác là cậu đấy. Mình thấy chóng mặt quá. Alex, cậu có sao không? Ai nói thế? Đây là đâu? Là tại mình sao? Mình cần loại lăn khử mùi mới. Có cách. Bắt đầu với miếng cơ, mướp tắm và chút nước. Rồi đến xà phòng. Chà sơ mướp vào xà phòng. Chà chà nào gái ơi. Tiếp theo, lấy chút bột đất sét và nước cốt chanh. Khuấy đều lên nhé. Khi đất sét nhuyễn thì bắt tay vào việc nào. Dùng cọ phết hỗn hợp dưới cánh tay. Để khô, nhìn hay ho ghê. Rồi dùng sơ mướp để chà sạch đi. Sạch sẽ rồi đó. Sẵn sàng tập tiếp chưa nào? Lùi lại, có nghe không? Tớ có vũ khí xịt khử mùi đấy. Hết rồi nè. Cứ kiểm tra cho chắc ăn. Ok, tớ tìm cậu. Tập tiếp nào. Chào cậu Lily. Ôi trời, miệng mình quá đau để nói chuyện với Vicky lúc này. Này, cậu sẽ không tin điều mà Kevin đã làm ở lớp hôm qua đâu. Thật không may, tám chuyện với bạn bè trong lớp đôi khi đòi hỏi bạn phải phản ứng. Hoặc, bạn biết đấy, cười một chút. Này, có chuyện gì với cậu vậy Lily? Cậu ổn chứ? Cậu ấy không thấy là mình mới niềng răng sao? Eo ơi, trông có vẻ đau đấy. Không có gì phải xấu hổ về nó cả Lily. Đôi bông tai này là mình khó chịu quá. Cái chốt phía sau lỏng quá hay bị gì ấy? Vâng, cái này không dùng được rồi. Nhưng có thể mình sẽ làm được gì đó khác với thứ này. Lấy một sợi dây chun nhỏ, mảnh như thế này và gắn chốt bông tai vào như vậy. Tiếp tục gắn thêm khoảng 5-6 cái nữa nếu bạn có nhé. Tuyệt! Bạn biết bước tiếp theo là gì không? Móc dây chun vào mặt sau của răng như thế này và cho dây lên phần răng hàm trên của bạn nhé. Ồ, thấy chưa? Cậu không cô đơn đâu Lily, Vicky cũng niềng răng đấy. Thỉnh thoảng khi đang hăng say nói về một điều gì đó thú vị, bạn không nhận ra mình trông hơi lỗi một tí. Lily, mặt cậu có vẻ hơi bị nhờn đấy. Tóc cậu dường như bị dính một ít vào mặt kìa. Mặt cậu bóng nhẫy rồi kìa Lily. Thật không may, một vài cô gái bị trứng da nhờn suốt cả ngày. Ôi không, trông mình như vừa đi bơi xong vậy. Tại sao nó lại xảy ra trong lần hẹn hò thứ hai của mình chứ? Để xem, không biết ở đây có gì có thể giúp mình không nhỉ? Miếng lót bồn cầu. Cái này có thể được việc đấy. Nếu bạn nhận ra da mình đang đổ dầu, hãy dùng miếng lót bồn cầu để thấm dầu nhé. Đơn giản lắm, chỉ cần đặt giấy lên da và xem nó hút dầu ngay trên khuôn mặt bạn này. Ôi trời, nhiều dầu quá đi mất. Bạn sẽ cần dậm nó ở nơi nào cần làm khô và trước khi kịp nhận ra, mặt bạn sẽ tươi tắn và sẵn sàng rồi đấy. Tốt hơn nhiều rồi. Xin lỗi nhé, em chỉ đi cải thiện bề ngoài chút thôi. Này, ít nhất thì giờ tôi đã biết là da cậu siêu ẩm rồi đấy. Và đối phương sẽ không thấy kinh khủng khi nhìn bạn nữa. Với hầu hết các cô gái, trang điểm có thể xem là một bản năng. Tất nhiên là vậy rồi, cho đến khi bạn phải vẽ lông mày. Được rồi Lily, cậu làm được mà. Hoặc có thể là không được. Với những đường nét và màu sắc này, bạn thường vẽ lông mày của mình đậm hơn so với những gì mình nghĩ. Bạn hiểu ý tôi chứ?
Hát gì? Làm rơi này, Vicky. Trước khi trả lại cái nhíp đó, hãy thử cái gì đó mới xem nào. Bạn có biết rằng, nếu dùng bút chì tô lên phần kim loại của nhíp, bạn có thể dùng chúng để vẽ lông mày dễ dàng hơn không? Được rồi, cùng xem nhé. Bắt đầu ở phần lông mày và di chuyển cây nhíp đến cuối. Nhớ đừng nhấc nhíp lên nhé. Kẹp nó lại ở phần cuối. Dùng bàn chải để giữ các sợi lông thẳng hàng nhé. Thêm vào đó, nó sẽ làm dịu đi sự thô cứng của nét vẽ khi nãy. Tuyệt! Được rồi, trả lại cho cậu đấy. Này, có lẽ tớ cũng nên thử mạo này xem. Nếu có ai hỏi, thì bảo tớ đi tắm nắng ở hồ bơi cả chiều nay nhé. Gì cơ? Của cậu đây. Cảm ơn Betty, nhưng tớ chẳng bao giờ bị cháy nắng cả. Tớ sẽ ở nhà với cây điều hòa. Cảm ơn cậu nhiều. Ngoài trời cứ như 1000 độ ấy. Nhưng hồ bơi tuyệt lắm. Mà tớ ngứa quá đi mất. Wow. Tớ nổi tàn nhang hồi nào vậy nè. Trời ơi, không có sao đâu. Đừng lo mà, để tớ xử lý cho. Có vài người lại thích tàn nhang đấy nhé. Họ còn cố tình vẽ thêm lên mặt cơ. Nhìn thật phết nhở. Giờ tớ cũng có tàn nhang này. Nhìn tớ sao nè. Trông giống của tớ này. Cảm ơn nha, lúc nào cậu cũng giúp đỡ tớ hết á. Mùa hè là mùa lông lá, phải ra đi hết nhé. Chết, ra quần đến nơi rồi. Đi thì phải nhìn chứ. Betty ơi, lông mày của cậu đâu mất rồi? Tớ cạo nó mất tiêu rồi. Chỉ là tai nạn thôi à? Thề luôn. Bỏ dao cạo xuống đi Betty. Làm ơn. Dừng lại đi. Gì hả? Cậu có thấy thứ gớm ghiếc này không? Để tớ nghĩ xem. Cái thìa này cong cong, hơi bị hoàn hảo đấy. Tớ có thể về lại dáng lông mày bằng cách này. Chỉ cần kẻ theo đường viền, rồi tô kín hết ở bên trong là được. Hiệu quả lắm luôn á. Chẳng ai biết cậu mất lông mày đâu. Tự nhìn đi này. Thì xem nào. Cậu vẽ mày cũng ổn đấy Lily. Ôi trời, suýt thì toi. Sông Mississippi bắt đầu từ một dòng nhỏ ở bang Minnesota xinh đẹp. Ôi, mình muộn rồi. Mong là không ai thấy. Ava, đi muộn hả? Ngồi đi. Vâng ạ. Quay lại cách ta đi bộ qua thượng lưu sông Mississippi nào. Chồng bạn như mới đấm nhau với con gà trống vậy. Chào Madison. Chào Ava. Tội nghiệp gái, cậu ấy cần được giúp đỡ. Ava, cho cậu cái này nè. Ôi không, chúng mình như khi đột. Sửa tóc chắc đỡ hơn. Không, vẫn thế. Chắc chưa ai để ý mặt cậu đâu. Chờ đã, mình có thể giúp cậu ấy. Ava, xem tớ có gì này. Mình có phấn, mình có sao lấp lánh. Mình có nhũ và cả kem nền. Đó là bài tiền trang điểm của cậu. Chỉ cần bắt đầu với hộp đựng bút chì. Một mảnh bìa cứng sẽ giúp giấu phần ngăn kéo đi. Giờ đã đến tiết mục kem nền mà tớ cực thích rồi. Ngăn kéo này đựng được nhiều lắm, vừa như in nè. Không thể quên cây son đỏ được. Chia sao và nhũ vào các ngăn khác. Kem che khuyết điểm ở trên cùng. Giờ đến phụ kiện. Chỗ này ok đó. Son bóng ở đây. Cọ trang điểm cũng vừa ý. Giờ giấu chúng đi nào. Bút chì màu sẽ che đi đồ trang điểm. Madison, cậu đúng là người hùng của tớ. Đã đến lúc trang điểm rồi. Tớ cần kem che khuyết điểm. Rồi kem đền. Tút tắt lại đôi môi. Không thể quên mắt được.
những bước cuối nào. Không còn giống khi đốt nữa rồi. Cảm ơn cậu nhiều, Madison. Không có gì. Các em! Đánh vần Pangea thế nào vậy? Giờ đầu mình chỉ có đồ ăn thôi. Để tìm xem có gì ăn không đã. Toàn là vỏ kẹo thế này. Suốt ngày thèm ăn thôi. Đành đợi từ bữa trưa vậy. Hoặc ăn vụng chút kẹo bí mật nào. Ôi, cứu tinh của ta. Xin chào sandwich. Mình đã ăn cả cái đó rồi sao? Chả ra làm sao cả. Ăn thế mà vẫn chưa no. Bụng mình đói cồn cào lên đây. Khoan, mấy cái bã này còn vị gì không ta? Chả biết nữa. Rosie đang làm cái trò gì kia? Ừ, mình đang nghĩ gì vậy trời? Đói quá lu lẫn hết cả rồi. Những người đang chết đuối thì cọc nào cũng vỡ. Lại đây bã kẹo ơi. Làm ơn đừng giết ta. Đành ăn vậy. Này Rosie. Rosie. Đừng. Nói đến mức ăn bã kẹo luôn hả? Này, tớ phải ăn nó. Tớ có làm hỏng đồ ăn của cậu đâu. Thế sao cậu không hỏi tớ? Đây, ăn cái này trông đói đi. Dù trông nó giống son dưỡng, nhưng hương vị thì không hề. Tớ thả nhai lại kẹo cao su. Cứ tin tớ đi nhá. Cũng thơm phết. Thế tớ cắn thử một tí xem. Ngon thế. Son này là son gì vậy? Cậu sẽ cần một cục phô mai và thỏi son dưỡng rỗng. Ấn vỏ rỗng vào cục phô mai. Lúc cậu lấy ra là cả phô mai thơm ngon trong đó rồi. Nhớ đóng nắp vào nha. Thông minh xuất sắc. Có bánh quy giòn nữa là hết rồi. May mà tớ mang hai thỏi. Bạn bè là cá phô mai cùng hưởng đúng không? Được rồi nè. Mầm mầm gì trước đây ta? Quá trời kẹo ngọt không cưỡng lại nổi. Thích quá đi mất. Cậu ấy tính một mình ăn hết đống kia sao? Nhìn xem. Wow. Madison. Ơi, cho tớ một gói nhé. Được thôi. Bánh quy này của cậu tất nè. Cảm ơn nha. Còn mình thì sao? Kẹo đào thơm ngon nè. Cậu cần gì sao? Cho tớ với. Thật sao? Ừ thì cho cậu nốt gói này. Cậu là số một Madison. Nhưng tớ chưa xong đâu. Madison. Gì nữa đây? Đừng trưng ra đôi mắt cho con long lanh đó. Mày không cưỡng lại nổi. Của cậu đây. Việt quất nè. Mình cũng mê vị này chết đi được. Hết sạch rồi mình chẳng còn gì cả. Rosie xin hết cả kẹo ngon rồi còn đâu. Thật là một ngày chán như con rán. À mà, mình còn kẹo cao su. Ngon tuyệt. Hả? Không có gì đâu nha. Thì thôi. An toàn rồi đây. Phải ngụy trang cho tuyếp này thôi. Dùng loại kem tay này chắc ổn đó. Chỉ cần đổi nhãn mác là xong. Bạn có sẵn kem giữa không nè? Lột nhãn dán của nó ra và dán lên kẹo của bạn. Cậu ấy sẽ chẳng bao giờ biết đây là kẹo. Mình thấy hơi khô đó nha. Dùng chút kem dưỡng cho ngày dài na nê nào. Cậu đang làm gì đấy? Hả? Là kem dưỡng thôi. Phải, công nhận kem này hơi dính. Nhưng mà tớ vẫn cần. Thôi kệ, muốn làm gì thì làm.
Ôi trời, lau kẹo dính nhằng nhằng này kiểu gì đấy?